Ngày 31 tháng 7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2019-2021, thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp 3 quận gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố Thủ Đức, sắp xếp 19 phường thành 9 phường. Qua đó, thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 170 cán bộ cấp huyện còn 100 cán bộ và 124 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hiện các đơn vị hành chính được sắp xếp hoạt động cơ bản ổn định. Mặt khác, thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp rất nhiều khó khăn về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở vật chất, đặc biệt việc sắp xếp ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi dẫn chứng, Thủ Đức cũng đã có tách ra, rồi gần đây là nhập vào. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư, tình cảm, hoạt động kinh doanh, sinh hoạt, đời sống của người dân. Đây là bài học thực tiễn rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình sắp xếp sắp tới. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, 312 đơn vị hành chính cấp xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra những đặc điểm nổi bật ở các đơn vị hành chính của thành phố, diện tích nhỏ, dân số rất đông và hoạt động hành chính rất lớn. Với đặc điểm này, sắp tới việc sắp xếp các đơn vị hành chính là có nhiều khó khăn và phức tạp. Do đó, đòi hỏi thành phố Hồ Chí Minh phải có sự nghiên cứu khoa học, thực hiện đúng các chủ trương của Trung ương, phù hợp với thực tế của thành phố, hướng đến xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh có 6 đơn vị cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp. Đến ngày 31 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng phê duyệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải gắn sát với việc lập quy hoạch thành phố, rà soát quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là gắn sát với việc triển khai đề án xây dựng nền công vụ thành phố hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố sẽ tập trung đánh giá kỹ lưỡng các tác động của việc sắp xếp này đối với người dân, doanh nghiệp và đối với hoạt động kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời chuẩn bị các phương án để xử lý các vướng mắc phát sinh. Thành phố cũng sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền và sẽ lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương có những hướng dẫn cụ thể và có sự hỗ trợ thành phố trong quá trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính.